5 năm trở lại đây, ai đã từng đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Rukerman, huyện Kromana đều bắt gặp một cây sao đen ngay trong sân Ủy ban nhân dân xã. Nó như là người bạn thân thiết với Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây. Do chính tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng lưu niệm nhân dịp ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Dưới sự chăm sóc của cán bộ nhân viên Ủy ban nhân dân xã Rukerman, cây sao đen đã cao lớn, vững chãi, trở thành điểm nhấn trong khuôn viên trụ sở. Thời gian qua, mỗi lần có đoàn khách tới đây và người dân đến liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân xã đều tham quan chụp ảnh lưu niệm cùng cây. Ủy ban nhân dân xã Rukerman cũng đang hướng đến việc phát triển tôn tạo để cây sao đen trở thành di sản của nhân dân Rukerman nói riêng và huyện Kromana, tỉnh Đắk Lắk nói chung. Sẽ tạo ra một cái điểm nhấn về phát triển du lịch trong thời gian về sau, cũng như là một cái điểm tưởng nhớ của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và trồng cây tại địa phương.